qua mày đinh bắt đinh bắt chụp tay không 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 bỏ được. Sao không bật được cái này đó? Đi nó sốc ta. Này cái tay này không kiểu động mà nó mỏi ghê á. Mỏi gì? Mỏi nhất thì mình thấy. Có sao chứ? Mai cháu đi làm lại rồi chú ạ. Hay lắm. Tì và tì cười các em ơi. Không biết. To tì người mà. Nào Bùi xuống Tuấn, đi xuống. Bùi xuống Tuấn hay Nguyễn xuống Tuấn à? Chú. Tôi. Nguyễn thích nhỉ? Nguyễn xuống Tuấn. Đâu có. Ok ok. Bỏ mới. Chồng tay chưa? Làm ăn thế làm ăn như chú bị đấm ấy. Bắt lấy sau rồi không chịu về. Quay mặt đi. Được.
Nhìn chú Dương nhỏ nhắn mà. Tốt. Ôi. Ôi không vào kìa. Ôi chú ơi. Mát chưa? Dạ. Chị đó. Sợ quá. Nhưng mà hiệu là thuốc uống à? Các sợ. Uống à? Thuốc uống. Thuốc uống trong 3 ngày 1 tuần nữa. Có, nó bảo ngày mai hoặc là ngày kia thì cháu làm rồi. Cháu thứ 6 cho làm xong rồi thứ 7 cho làm. Thôi, tối nay cho làm tiếp. Ngày nào làm ngày đấy luôn. Đang lợi thế đã đi. Ngày nào làm rồi ngày đấy. Ngày thế ngày sau nó cũng luôn đấy. Tức là mình cứ để cho nó liền nó này. Mình để bôi thuốc mà, phải trồng mà. Em tưởng đại thế đã đi. Nghe khỏi đá nha, không khỏi nha, bỏ đi. Ăn dần, ăn dần. Ăn dần thôi. Vào, nốc hết. Đã vào đâu? Hai chủ tịch xuống. Thank you.
cái gì? Quần áo gì? Quần áo mới. Chân đen đâu rồi? Hỏi chị bé đi. Có không anh cầm máy em hỏi cho. Hôm nay lần trước đi đá cùng này, xong rồi bà thấy mình đá hay, xong rồi hỏi đội nào, xong xin vào đội cùng này. Ừ, không loại, chỉ ra tuần trước đá ở chi ba. Đi sau sau lừa sau sau đấy, đang lừa mình sau ôm người rồi đá sau. Ông không tìm nhé, cái lồng đấy. Anh em chỉ cần chỉnh sang thôi, chậm tí được, đừng nhanh quá. Một hai nhịp đá hai chạm là được. Đá một chạm một. Bây giờ mày lại về tôi chi? Mẹ về anh đàng hoàng mày. Mẹ rất láo nha, dạo này rất là láo nha. Biết nhau. Biết lâu rồi. Biết hơn năm rồi nhỉ? À. Dạo biết. Này hơi láo, dạo này không thèm gọi anh luôn, trước anh mở mồm ra là anh. Đó. Bây giờ là láo rồi. Đấy, ông cứ làm thế cho tôi. Về thịt phát là hết láo không? Đang quay mà ô. Cuộc sống mà em mình chỉ xấu hổ thế nhở? Mình nhầm thời đại lao ra còn ngại vấn đề đấy. Người ta còn tua à? Người ta tua lại người ta nghe. Chả thấy gì. Chú. Chú hội tháo từ ba nhịp xong rồi đến nhịp đá đông nữa đấy. Đấy không phải là vấn đề để mấy ông bàn tán nhá. Chết. Hết giờ đâu ba. Đây về.